Chào các bạn nhỏ. Bài học hôm nay mình sẽ học bảng chi 2. Nhưng để học được bảng chi 2 này, chúng ta ôn lại cách viết ra phép nhân. Đầu tiên, cô có hai chấm tròn. Cô lấy lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba và lần thứ tư. Hai chấm tròn cô đã lấy được 4 lần. Vậy phép nhân đó là 2 nhân 4 bằng 8. Từ phép nhân này cô viết ra được một phép chia: 8 chia 2 bằng 4. Có bạn sẽ thắc mắc tại sao không viết 8 chia 4 bằng 2. Bởi vì hôm nay chúng ta học bảng chia 2 nên chúng ta chỉ chú ý đến phép chia 8 chia 2 bằng 4 mà thôi. Để hình thành được bảng chia 2 theo cách này, chúng ta ôn lại bảng nhân 2 một chút nhé. Nào, các bạn cùng đọc bảng nhân 2. Chúng ta vừa ôn xong bảng nhân 2. Vậy thì từ phép nhân đầu tiên, 2 nhân 1 bằng 2, cô sẽ chuyển thành phép chia. Cô lấy 2 chia 2 bằng 1. Tiếp theo, cô lấy 4 chia 2 bằng 2. Tiếp theo, cô lấy 6 chia 2 bằng 3. Tiếp theo, 8 chia 2 bằng 4. Các bạn đọc một lần qua 4 phép chia vừa thành lập nào. Tiếp theo nha các bạn. Nữa nào. Rồi, các bạn đọc lại nhé. Tiếp tục với 3 phép nhân còn lại. Các bạn đọc lại bảng chia một lần. Vậy là chúng ta vừa hình thành xong bảng chia 2 từ bảng nhân 2. Thật dễ dàng phải không các bạn? Tiếp theo, chúng ta hãy cùng học thuộc bảng chia 2. Các bạn quan sát cô hướng dẫn để có cách học dễ hơn. Ở cột thứ hai này, các bạn nhìn thấy tất cả đều số 2 bởi vì đó là bảng chia 2. Và kết quả của bảng chia 2 là từ 1, 2, 3 cho đến 10. Còn cột đầu tiên là hơi khó nhớ nhất, nhưng ai để ý sẽ thấy đó chính là kết quả của phép nhân 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Chúng ta cùng học thuộc bảng chia 2 nhé. Mời các bạn đọc mỗi một lần. Tiếp theo nào.
theo. Có thể là các bạn thấy hơi nhanh, nhưng cô nghĩ rằng các bạn về học thuộc bảng chia này sẽ làm bài nhanh hơn. Hãy cố gắng học thuộc bảng chia 2 này nhé. Chúng ta sẽ áp dụng bảng chia 2 này vào các bài tập sau đây. Bài số 1, tính nhẩm. Hãy dùng bảng chia 2 các bạn vừa học để làm bài tập số 1. Sang bài tập số 2. Đề bài như sau. Có 12 cái kẹo chia đều cho hai bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy cái kẹo? Đề toán cho các bạn điều gì? Đề toán cho các bạn 12 cái kẹo. Người ta muốn các bạn làm điều gì? Là chia đều cho hai bạn. Vậy thì hỏi. Câu hỏi đặt ra là mỗi bạn có mấy cái kẹo? Vậy thì các bạn hãy quan sát cách chia kẹo của cô cho hai bạn này nhé. Cô bắt đầu chia. Sau khi chia xong, các bạn thấy hãy để mỗi bạn sẽ được 6 cây kẹo. Vậy sau khi chia đều cho hai bạn, mỗi bạn sẽ được 6 cái kẹo. Để giải bài toán này, ta nên dùng phép chia. Lấy 12 chia 2 bằng 6. Vậy bài toán này giải như sau. Lời giải giống như những bài giải toán trước, các bạn hãy tự làm. Phép tính như phép tính lúc nãy cô nói, 12 chia 2 bằng 6 cái kẹo. Đáp số là phần các bạn hãy tự viết vì nó giống như những bài giải toán trước. Chúng ta sang bài tập số 3. Với bài tập số 3, chúng ta áp dụng bảng chia để tính kết quả từng phép tính và nói đến kết quả tương ứng. Bài học của cô đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ học thuộc bảng chia, làm bài tập vào phiếu luyện và nộp lại cho giáo viên chủ nhiệm của mình. Cô thân chào tất cả các em.